Hello, hello, xin mến chào quý vị khán giả. Đây là kênh Sóng TV. Hôm nay mình đang ở đây là sảnh S702. Đây là chiếc VinFast của mình. Hôm nay thì mình sẽ đi review một cái căn hộ trong cái tòa nhà này. Một cái điều mà mình dễ dàng nhận thấy đó là cái đường xá ở bên khu Origami á, nó lớn hơn so với khu Rainbow. Và đây là một trong những cái điều khác biệt. Có thể là nhiều người sẽ suy nghĩ là ok, nhà bên trong thì y chang Rainbow thôi, Rainbow ở bên kia. Mà xét về tiện ích ha, thì đường xá lớn hơn nè, hồ bơi cũng lớn hơn, công viên cũng nhiều hơn, vân vân. Ok, thôi bây giờ bắt đầu đi vô trong này để đi xem cái căn hộ ha. Ok, let's go. Ok, và bây giờ mình đã lên tới tầng 30 và căn hộ của anh bạn mình ở đây. Mình sẽ đi vào và tham quan xem như thế nào. Wow. Wow. Đây là một căn hộ, một phòng ngủ cộng, có diện tích đâu đó tầm khoảng 50-52 mét vuông gì đó. Và bây giờ mình sẽ xem nào. Vừa mới đi vào cửa đó thì bên tay phải mình có một cái khu bếp. Khu bếp nhìn xa xa thì nó, theo mình nghĩ là nó vừa đủ cho một người sống độc thân hoặc là một cặp vợ chồng với một đứa con chẳng hạn. Thì có bếp nè, bếp từ. Cái bếp này thì mình có nói nhiều rồi, ở Vinhome Rainbow không cho xài bếp ga. Còn đây là vị trí để chờ cái lò vi sóng hay lò nướng gì đó. Đây là chậu rửa. Chậu rửa này là chậu rửa đơn. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Rồi, cái bếp. Cái bếp nó có một cái phong cách, đó là một bên kính, bên kia hở. Ở đây cũng có tủ lạnh. Gia đình này thì họ xài tủ lạnh nhỏ thôi, không cần phải quá nhiều. Và đây là một cái phong cách quen thuộc, đó là những cái hệ tủ lên tới trần để tận dụng các không gian mà chúng ta có ở một cái nhà chung cư. Đây, ồ, ở đây có cái tay bung, mới trời, gắn lên tới đó. Mình cao 1m8, ok, ráng lắm. Ok, vận động lại được. Rồi, ở đây, đây là cái ốp chén. Cái ốp chén ốp lên đây, ốp lên đây. Và có khay hứng nước bên dưới nữa ha. Đó. Ở đây cái viên ăn bình thường. Và ở đây là khu vực mở. Khu vực mở là cái chỗ mà để bạn để những cái món đồ đẹp đẹp ở trong bếp mà nó có thể show ra, ví dụ như một cái bình bông ở đây và rất nhiều những chai rượu ở đây, vân 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 vân. Rồi. Ở đây bắt buộc phải có cái tủ rồi, bởi vì bạn phải có cái tủ để bạn đưa cái ống hút mùi này đi lên trần nhà. Bên này bạn cũng có thể làm thêm một cái dãy cài nữa, nhưng mà có lẽ như anh bạn mình anh không thích, anh thích để trống. Và nha, này sử dụng giấy dán tường. Giấy dán tường đó là phong cách kiểu như bê tông vậy đó. Cái này bạn nhìn thấy giống bê tông nhưng mà nó là giấy dán tường đó ha. Đó, giấy dán tường. À, còn ở đây là cái cửa đó là toilet. Rồi, ở đây tiếp theo mình có một cái tủ. Tủ này là tủ đa năng, nơi chứa những cái món đồ vật dụng của bạn để bạn sẽ khi mà đi ra khỏi nhà đó. Đây, tủ giày đây. Và ở đây nó cũng có một cái ô kệ nhỏ để bạn để những cái món đồ vật dụng mà bạn cần thiết. Đây, rất nhiều những thứ bạn có thể để nó bảo hiểm ở đây, rồi nhiều thứ, áo chống nắng vân vân. Rồi, bếp thì nó cũng giống như những cái căn bếp mà trước đây mình đã review rồi. Do đó mình sẽ không tốn nhiều thời gian ở đây để xem cái này có mở ra được không. Ủa, cái này không mở ra được nè. Đây, chậu úp nồi. Ở đây, vẫn mở ra được. Đây, đây là một cái tủ. Ồ, tủ này rất là rộng luôn. Còn ở đây, đương nhiên rồi, đó là bên dưới của cái khu vực chậu rửa. Thì chỗ này nên để trống hoặc là bố trí những cái thùng rác ở đây thôi. Bây giờ mình sẽ đi vô thử, mình xem cái toilet cho mày như thế nào trước đi ha. Rồi, bây giờ mở cửa ra nè. Căn này thì cũng có nhiều cái video clip là mình đã từng review nó rồi. Đây, vừa mới mở cửa vào thì có lavabo. Và chắc chắn rồi, nên thiết kế một cái tủ lavabo. Rồi có gương soi, toilet và vách kính. Vách kính thì cái này là Vinhome người ta không có trang bị mà mình phải trang bị thêm. Đó là người ta chỉ có tới cái vách đó thôi. Phòng tắm họ sẽ trang bị sẵn cái vòi nước cho mình. Các thiết bị như là cái cải góc tam giác này thì bên nội thất người ta cũng sẽ phải làm thêm. Cửa kính thì mình cũng phải làm thêm.
rồi đây nữa là cái này mình phải gắn thêm. Còn viên thôn thì người ta chỉ cho mình một cái này nè, đó, cái móc quần áo. Rồi, và những cái thiết bị mà Vinhome trang bị đó là bao gồm khu vực tắm, rồi cái móc quần áo, cái vòi nước, toilet, vòi sạch, rồi lavabo. Lavabo thì họ sẽ không có cái tủ bên dưới mà phải làm thêm. Tấm gương thì cũng của Vinhome làm sẵn. Rồi, ok. Nó giống như tất cả những cái căn trước mà mình đã từng review thôi. Do đó là mình sẽ đi qua khu vực khác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái khu vực. Khu vực này thì mình thích dùng cái từ nó là phòng sinh hoạt chung, bởi vì ở chung cư các bạn thì thường đó nha, mình ở đây cũng lâu rồi thì mình không có gọi là tiếp khách ở nhà đấy. Rồi bây giờ ở đây mình sẽ ngồi xuống cái ghế sofa này, da này là có vẻ như giống như da thiệt lắm. Rồi, ồ đúng rồi, chắc da thiệt, êm mềm. Rồi bây giờ ngồi đây mình sẽ có bàn ăn. Bàn ăn thiết kế theo dạng mặt đá hiện đại, đẹp. Khu vực mấy cái sọc sọc chỗ kia thì có lẽ là nơi thích hợp để bạn treo một cái tivi. Ở cái nhà này thì anh bạn mình anh thích theo cái phong cách đó là tận hưởng cuộc sống. Ngồi ở đây, những bữa ăn có thể ngồi bên kia, vừa ăn vừa xem tivi, rồi bàn trà ở đây, vân vân. Đó, bạn thấy thích không? Và ở đây mình có thấy thêm một cái nhóm những cái tủ. Cái tủ này thì được đóng theo cái dạng là tủ tiện dụng. Bạn bỏ được nhiều đồ ở bên trong. Và thậm chí bạn có thể ngồi xuống như thế này. Đó, ngồi vậy, đó, ngồi lên đây. Hay là ngồi ghế ở đây, ăn cơm ở đây. Đó, wow. Ok. Cuộc sống đó là cái sự tiện dụng nữa ha. Nên đó mình thấy là cái nhà này các anh bạn mình ảnh ưu tiên cho cái sự tiện dụng. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cái ban công. Ban công đây là ban công tầng 30 và cái góc nhìn của nó rất là thoáng để mình xem nào. Bên kia khu màu xanh lá cây, khu màu xanh dương, đó là khu Masarai. Xa xa ngoài kia đó là sông Đồng Nai, và nếu bạn nhìn qua sông luôn đó là Aqua City, một dự án của Novaland ở bên đó. Và đây là cái view bên dưới đây. Hồ cá kìa, hồ cá koi, hồ bơi. Rồi công viên vườn Nhật rồi đấy. Rồi, ngay bên dưới tòa nhà này cũng có hồ bơi luôn các bạn. Đó, hồ bơi chỗ cá voi á. Và ở tầng 30 thì mình nhìn thấy luôn cả nóc nhà của cái tòa nhà bên này. Video clip sau đó, mình sẽ nói cho các bạn nghe ở trên đó những cái thiết bị trên đó dùng để làm gì ha. Rồi bây giờ trở lại với căn hộ này thì cái ban công ngoài này á, thì nó cũng được thiết kế theo dạng gọi là rất là bình thường thôi. Và ở đây là một cái căn một phòng ngủ cộng, do đó nó sẽ không có cái khu giặt đồ, nó không có cái khu mà giống như loza để giặt đồ á, thì họ mới bố trí là đây chỗ hồng thoát của máy giặt. Bạn sẽ phải bố trí cái máy giặt ở ngay đây luôn. Có ổ điện ở đây, có vòi cấp nước ở kia. Và thế là bạn sẽ bố trí máy giặt ở đây, không có giải pháp khác. Rồi ở đây bạn sẽ có thêm một cái vòi ở đây. Đây là cũng là một cái tiện dụng của một cái căn một phòng ngủ cộng ha. Như nhà mình ở những cái căn ba phòng ngủ mà mình đã từng đi review á, thì không bao giờ có cái vòi nước ở vị trí ngoài này, chỗ ban công chính. Nó chỉ có vòi nước ở chỗ phòng giặt thôi. Đấy, còn ở đây thì có ban công, rồi bạn có thể bạn tưới cây, bạn nuôi cá ngoài này. Đó, có vòi nước rất là tiện dụng. Rồi bây giờ hãy nhìn lại một lần về cái khu nhà bếp và phòng sinh hoạt chung, bao gồm phòng ăn và phòng khách. Ngoài kia thì là phong cách dán tường kiểu bê tông, còn đây lại là phong cách dán tường kiểu kiểu khách sạn luxury sang trọng. Đây là giấy dán tường. Màu thì khá là giống màu sơn của Vinhome. Và mình thấy là cái phong cách thiết kế này cũng rất là hay á, kết hợp nhiều cái mảng tường bên kia lại là bê tông, và qua đây lại là giấy dán tường màu khác. Hai màu giấy dán tường nó làm cho cái nhà mình nó sinh động hơn. Nếu mà bạn sử dụng một màu giấy thì nó sẽ không đã bằng. Vô trong phòng này thì cũng vậy. Phòng này thì có một mảng bê tông và các mảng còn lại đó là giấy dán tường màu sáng.
Wow. Ok, đóng cửa lại nào. Đây là phòng ngủ và nhà này chỉ có một phòng ngủ thôi. Ở trong phòng ngủ này thì tương đối là rộng. Bố trí được một giường ngủ kích thước 1m6 và một cái hệ kệ. Ở đây bạn có thể kê một cái ghế, bạn ngồi ở đây và bạn sẽ có thể làm những cái công việc nó nhẹ thôi. Không khuyến khích các bạn mang việc về nhà làm, nhưng mà bạn nên có một cái khu vực để có thể làm việc. Thì đây là cái nơi bạn có thể làm việc được. Cái chỗ này bạn để sách, những cái món đồ lưu niệm của bạn đặt trên kệ này. Đấy. Rồi, và đây là một cái ghế. Ngồi vào ban ngày, bạn có thể ngồi bên cửa sổ như thế này ha. Rồi bạn ngắm cái khu vườn Nhật với kia cá bơi qua bơi lại ha. Rồi ngồi đây đọc một cuốn sách, ngắm bờ sông ngoài kia. Wow. Và đương nhiên rồi, ở chung cư tất cả từng mét vuông nó đều là phải trả bằng tiền cả, cho đó phải tận dụng. Chỗ nào mà thiết kế được hộc tủ để có thể chứa đồ thì phải thiết kế hộc tủ để chứa đồ. Rồi bây giờ cùng nhau xem lại cái phòng ngủ này một lần ha. Mình rất thích cái phong cách phòng ngủ này. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra bên ngoài. Đây. Đây, đóng cửa lại. Đây là một cái khu vực gọi là phòng thay đồ. Ở đây có một cái bàn, bàn trang điểm. Có lẽ như chỗ này sẽ có một cái tấm gương lớn nó sẽ về. Có rất nhiều những cái ngăn kéo ở đây. Và chắc chắn rồi sẽ có một cái ghế ở đây để bạn ngồi trang điểm, một cái tấm gương lớn ở khu vực này, rồi có thể là gương có đèn ha. Và bên này là một cái hệ tủ, tủ rất là lớn để bạn chứa được nhiều quần áo. Đây, mở tủ ra nào. Đây, bên này thì có hai cánh nữa, chắc tương tự, và chúng ta sẽ có rất nhiều những ngăn tủ ở phía trên để bạn chứa quần áo. Đây. Và đây là một cái phong cách rất là hay, đó là phòng thay đồ với lại phòng ngủ tách biệt ra. Bạn nhìn cái phòng thay đồ mà nó riêng biệt á, nó không có liên quan tới phòng ngủ á, thì cái phòng ngủ nó sẽ relax hơn, nó sang trọng hơn. Bởi vì sao? Bạn nhìn bạn không có thấy cái phòng thay đồ. Và khi mà bạn đi khách sạn á, thông thường bạn sẽ thấy đó là cái tủ quần áo á, nó sẽ ở cái vị trí là bạn vừa mới mở cửa bạn đi vô, để cho cái khu vực mà bạn nằm ngủ bạn không nhìn thấy cái tủ quần áo. Thì đó là cái phong cách của khách sạn. Và đây là một cái nhà mà phòng ngủ anh chủ nhà anh thiết kế theo dạng đó đó, nghĩa là vô trong phòng ngủ relax thật sự, không có cái tủ quần áo nào ở trong này cả. Tủ quần áo á nó tiện dụng nhưng mà nó sẽ làm xấu cái không gian phòng ngủ của các bạn. À, đây là quan điểm của mình ha, tại vì mình đi những cái khách sạn hay là những cái căn nhà mà mình đã từng review á, thì mình cảm nhận được như thế. Do đó là mình chia sẻ với các bạn. Bạn có thể không thích điều đó, hoặc là bạn có thể đồng cảm với mình, không sao cả ha. Mỗi người sẽ có một cái quan điểm và trải nghiệm riêng. Rồi, bây giờ chúng ta đi ra bên ngoài này. Mình sẽ đi ra bên ngoài và mình nhìn thử bên ngoài cái vách kính kéo lại như thế này. Đây, bạn sẽ nhìn thấy là wow. Như vậy, đây là khu vực thay đồ, đây là phòng ngủ. Nó có một cái không gian nó ngăn chặn lại, nó không có liên quan đến khu bên ngoài. Và bây giờ thì Phú sẽ mời các bạn đi tham quan lại một vòng của căn hộ này trước khi chúng ta kết thúc video clip ha. Mở cửa vào thì có cái bộ này, cái hộp điện chắc chắn rồi, và những cái công tắc. Sau khi mở cửa vào thì đây bạn có một cái bếp đấy. Tiếp nối tới cái bếp là cái bàn ăn, và tiếp nối theo đó là khu vực của phòng sinh hoạt. Bạn sẽ sinh hoạt ở chỗ này. Rồi ở đây sẽ có một cánh cửa, sau khi mà mở cửa này thì qua đây có cánh cửa mở rô, nó là restroom. Rồi ok, và bởi vì đây là căn hộ một phòng ngủ cộng, do đó sẽ có khu cộng. Và đây anh chủ nhà ảnh sử dụng khu cộng để làm một cái phòng thay đồ đây nữa.
rất gọi là luxury. Rồi sau đó mở cửa đi vào, bạn sẽ có một cái phòng ngủ nhìn thẳng ra bên ngoài trời. Và trong phòng ngủ thì không thiết kế cái tủ quần áo, mà sẽ thiết kế những cái hệ kệ để đồ lưu niệm, những cái ghế ban để ngồi ngắm cảnh rất là chill. Và bạn ngồi đây, bạn nhìn thấy hồ cá bên dưới đó, thuê chưa, có cả sông bên kia nữa, xà lan đang chạy kìa đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài và còn gì nữa nào. À, còn cái ban công, bởi vì đây là một căn hộ chỉ có một phòng ngủ thôi, do đó nó sẽ có một ban công này thôi, không có cái khu vực giặt đồ, và được thiết kế thêm cái vòi nước. Và đây là khu vực để dành cho máy giặt của bạn, có ống thoát, có ổ điện, có vòi nước cho bạn. Rồi ok, đây là một video clip để mời các bạn đi tham quan cái căn nhà một phòng ngủ cộng ở Vinhome Grand Park, khu Origami, và đã được làm nội thất xong. Chủ nhà thì chưa có mang đồ vào, do đó mình đi quay trước thôi, còn khi mà mang đồ vào thì có thể nó sẽ đẹp hơn nữa. Rồi ok, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo trên kênh Sống TV. Giới thiệu cái anh mà ngồi xa xa kia, đó là anh Phú, công ty nội thất Phú Phát, ảnh là người làm cái nội thất cho cái nhà này. Ok, goodbye, không cho lên clip nhiều.